Thế thì bà hát đi. Vui quá. Hôm nay nói chứ được lên trên đài mà ngồi chung để trò chuyện với lại cả nhà, cùng với chị Trà Thanh Lan, anh Lưu với lại chị Linh, với cả nhà rất là vui. Và hôm nay với không khí như thế này thì chúng Lam xin được hát một bài, hai bài kết hợp một tí xíu, một khúc thôi của anh nhạc sĩ Đức Huy. Bài hát rất là dễ thương và rất hay, lời ý nghĩa rất là đẹp. Nhạc phẩm được mang tên Và Con Tim Đã Vui Trở Lại và Yêu Em Dài Lâu. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi gìn người mà thôi.